Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình hôm nay với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai. Đoàn công tác của Sở Nội vụ tỉnh hôm qua đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú về kết quả công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm. Qua đánh giá cho thấy, việc thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tối thiểu 96%, nhưng chưa đạt nghị quyết huyện ủy và kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện đề ra. Việc thực hiện xin lỗi công dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hạn hồ sơ chưa thực hiện đảm bảo. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cấp huyện còn rất thấp, chưa đạt. Nhiệm vụ thanh toán trực tuyến, số hóa thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý hiệu quả những trường hợp cố ý, cố tình vi phạm trong công tác cải cách hành chính, báo cáo những khó khăn vướng mắc lên cấp trên để có giải pháp tháo gỡ. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã phối hợp với Ban Tôn giáo và Sở Nội vụ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 220 chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng về tín ngưỡng tôn giáo, luật tín ngưỡng tôn giáo, một số nội dung của các luật đất đai, xây dựng, hành chính, dân sự, hình sự, khiếu nại tố cáo có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Huyện Long Thành hiện có 6 tổ chức tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam và Hồi giáo với tổng số hơn 171 cơ sở tôn giáo, gần 2.900 chức sắc tu sĩ và hơn 93.000 tín đồ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Trảng Bom vừa tổ chức triển khai công tác xét duyệt chính trị cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2024 của 17 xã thị trấn. Theo đó, năm nay toàn huyện có gần 12.300 thanh niên tuổi từ 18 đến 25 và thanh niên có trình độ cao đẳng đại học đến 27 tuổi, nằm trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024, được đưa ra xét duyệt chính trị cấp huyện. Tại buổi xét duyệt đầu tiên đối với hai xã Sông Trầu và Bào Hàm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị các xã cần rà soát, thẩm tra các đối tượng tàn tật, chú ý đến đối tượng đã và đang nghiện ma túy, trộm cắp, đặc biệt là những đối tượng vi phạm đang bị xử lý hình sự, v.v. Bên cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cũng đề nghị các địa phương cần tìm hiểu kỹ về đối tượng thuộc diện hoàn cảnh gia đình khó khăn, đối tượng thuộc gia đình có anh em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, thanh niên nằm trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng đã có gia đình và có con, để tạo điều kiện cho những thanh niên này được hoãn hoặc kiên quyết gọi nhập ngũ khi chưa thực sự khó khăn. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh phối hợp trạm y tế xã đã tổ chức tập huấn phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho 40 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Buổi tập huấn đã phổ biến đến hội viên phụ nữ về nguyên nhân, đường lây truyền, biểu hiện của bệnh và cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã. Theo đó, kể từ đầu năm tới nay, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã Bảo Quang có chiều hướng tăng cao và diễn biến phức tạp. Đến nay đã ghi nhận 17 ca mắc sốt xuất huyết và 4 ổ dịch. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao tặng 30 chiếc mùng ngủ cho hội viên và tặng 30 phần quà nhu yếu phẩm cho phụ nữ khó khăn. Ủy ban nhân dân xã Lộc An, huyện Long Thành đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Châu Thanh Hoàng, ngụ ấp Bưng Cơ, xã Lộc An. Căn nhà được xây dựng trên diện tích 60m², kinh phí xây dựng hơn 160 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động ủng hộ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Lộc An cũng đã tổ chức bàn giao hai căn nhà tình thương sửa chữa cho các gia đình khó khăn trên địa bàn ấp Bình Lâm với tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng do Quỹ vì người nghèo huyện Long Thành trao tặng. Trên đây quý vị vừa đến với bản tin cập nhật lúc 17 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.